Mến chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an lạc. Trong mối quan hệ chúng ta, ai cũng từng đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn, để chọn mẹ để sống, chọn bạn để chơi, chọn nghề để làm và chọn người để lấy. Nhưng những lựa chọn đó chắc hẳn mỗi chúng ta đều có suy tư và trăn trở. Thế nhưng đối với mỗi học sinh, đặc biệt là các em cấp 2, cấp 3, trước ngưỡng cửa cuộc đời thì lựa chọn nghề của các em có một giá trị vô cùng quan trọng. Nghề gắn liền với nghiệp. Nghề đó có phù hợp với bản thân của các em, hay nói chính xác là bản thân của các em có tố chất gì, có tiềm năng gì để lựa chọn nghề cho phù hợp. Nghề đó có mang lại cho các em niềm đam mê, nghề đó có phải xã hội đang cần, và nghề đó có phải nghề mà có nghiệp lành, không phải là nghiệp ác. Đây chính là ba yếu tố mà bất kỳ em nào cũng cần phải suy xét, phân tích trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề của mình. Có nghĩa, những thứ mình đang có, mình cần phải hiểu sâu, hiểu rõ. Cái xã hội đang cần, chúng ta cũng cần phải biết. Và đặc biệt là chúng ta lựa chọn nghề đó có nghiệp thiện hay không. Bởi vậy, kênh của Huệ Hoan Hỷ có một mục tiêu khơi gợi cho học sinh hiểu rõ về bản thân mình, định hướng nghề nghiệp và hướng dẫn cho các em sự phù hợp với nghề nghiệp đó, và cũng là một kênh kết nối các giá trị an vui trong suốt chặng đường đời của các em kế tiếp. Bởi vậy, đến với kênh của Huệ Hoan Hỷ, Huệ rất vui và rất mong được với sự kết nối của mọi người, đặc biệt là các em ở thế hệ trẻ. Các em sẽ cùng đồng hành và theo dõi những giá trị mà Huệ chia sẻ, cũng như là những định hướng mà Huệ đã mang đến cho kênh của mình. Với ngày hôm nay thì Huệ xin chia sẻ với chúng ta về một con đường đời và vận mệnh của một em học sinh cuối cấp 2. Em có con đường đời số 4 và vận mệnh số 8. Em sinh ngày 20 tháng 10 năm 2008. Bởi vậy mà khi chúng ta cộng các con số trong đường đời của em lại thì em mang con số 4. Con số 4 thể hiện cho em là một trong những người có sự trải nghiệm về vật chất và có sự vững chắc về tài chính. Em là một trong những người rất chăm làm, chăm chỉ. Với trường năng lượng được ẩn chứa trong cái biểu đồ ngày sinh của em. Em sinh ngày 20 tháng 10 năm 2008. Khi đó thì em có hai con, có một con số 1, hai con số 2, một con số 8 trong biểu đồ ngày sinh. Trường năng lượng ẩn chứa trong đây, số 1 ẩn chứa cho em là một người độc lập ở mức vừa phải. Số 2 thể hiện cho em là một trong những người có giàu tình yêu thương. Bên cạnh đó em còn có cái khả năng trực giác tâm linh phát triển. Có nghĩa là em có những cái trải nghiệm, có những cái nắm bắt mà em tự phát hiện ra. Đó chính là trực giác của bản thân mình. Em có một con số 8 thể hiện cho em là một trong những người có cái giá trị về tổ chức, về lãnh đạo. Bởi vậy mà em sinh ngày 20, em thể hiện một con người có tố chất ở trong đây, có nghĩa là thiên hướng về tâm hồn. Bởi vậy mà khi chúng ta trải trên biểu đồ ngày sinh của em thì em sẽ có cái chặng đường đi qua như sau. Có 4 chặng đường đỉnh cao của mình. Em trưởng thành ở tuổi 32. Bởi vậy mà ở đỉnh cao số 1 này, em sẽ có mang con trường năng lượng số 3, thể hiện cho em là một trong những người có trí tuệ, có học mới và có nâng cao tầm nhìn của mình. Tiếp nữa, đến đỉnh cao số 2 ở tuổi 41, em vẫn mang con số 3. Bởi vì trên con đường đời của em, cái sự học hỏi, sự phát triển trí tuệ của em ngày một nâng cao, em vẫn được nâng cao mở rộng cái trí tuệ khai thông của mình. Bởi vì cái trực giác của em rất phát triển, mà trực giác thì chỉ là những thứ mà chúng ta cảm nhận được, nhưng để cho tuệ giác là những giá trị mà em cần phải khai thông trí tuệ của mình, tự đón nhận thông qua phần trực giác được khai thông, được mở rộng. Tiếp nữa là đến đỉnh cao số 3, em ở tuổi 50 mang con số 6. Đây là một trong những con số mang tình yêu thương cũng như là duyên sáng tạo trong một cái lĩnh vực của em. Có thể là về ngành nghề hoặc có thể là về con đường dẫn dắt cái đội ngũ của mình. Tiếp nữa là đến đỉnh cao cuối cùng là đỉnh cao số 4. Ở tuổi 59 em mang con số 2. Con số 2 thể hiện cho em là một con người có cái thiên hướng về đời, thiên hướng về đạo, và là một con người trưởng thành về trực giác tâm linh. Bởi vậy mà sau tuổi 59 chính là cái tuổi viên mãn của em để đạt được cái mục tiêu ước mơ cuộc đời, sống một cuộc đời an vui.
Khi em có biểu thị về con đường đời mang con số 4 thì các đặc điểm nổi bật của em để em có sự gắn kết cũng như là lựa chọn nghề, đó chính là em là một con người thích hoạt động chân tay, hay nói cách khác là tỉ mỉ, cẩn thận và vững chắc. Thứ hai là em có sự mạnh mẽ và vững chắc trong suy nghĩ cũng như là trong hành động của mình. Em là một người rất chuẩn mực, thực tế và liên quan đến vật chất. Do vậy mà đây là những cái đặc điểm mà sẽ định hướng nghề cho em rất rõ ràng, bởi vì trong bản thân em đã có tố chất đó. Em sinh vào cung khí, chính là một cái cung mà mang ý nghĩa cao cả, và sinh vào cung thiên bình là một trong những cung mà có cái sự cân bằng cảm xúc của em. Đó. Bởi vậy mà khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ngày tháng năm sinh, chúng ta sẽ biết được em đi qua các chặng đường và từng chặng đường em sẽ đạt được cái đỉnh cao như vậy. Thế thì để thực hiện tốt cho em cái con đường đời như thế thì em cần phải có cái phương tiện của mình để giúp cho em thực hiện tốt. Thì đây chính là dựa vào họ tên của em sẽ biết được cái vận mệnh của em. Vận mệnh của em ở đây, họ tên là Vũ Ngọc Hiếu. Thì vận mệnh của em dựa vào hai con số, một là con số linh hồn, hai là con số tính cách. Linh hồn của em mang con số 2 tiếp. Vậy con số 2 cũng thể hiện cho em một con người nhiệt tình và tận tâm trong mọi mối quan hệ. Số 6 là em biểu thị tính cách thấu hiểu và đồng cảm với mọi người. Bởi vậy mà vận mệnh của em mang con số 8. Con số 8 ở đây thể hiện em là một người điều hành và lãnh đạo. Do vậy mà em có khả năng lãnh đạo. Trong biểu đồ ngày sinh của em cũng có con số 8, thể hiện cho em là một cái người có khả năng lãnh đạo. Và em sinh ra là để thành công về tài chính, cần tập trung tư tưởng, ý chí sắt đá và cái sự quyết tâm của em để thực hiện ước mơ. Con người số 4 là con người rất thực tế và là con người có cái sự trải nghiệm vật chất rất rõ ràng. Bởi vậy mà em là một trong những người có khả năng thiên hướng về vật chất. Em có thể thôi miên người khác bởi cái sự mạnh mẽ và tự tin của bản thân mình. Trong tình cảm thì em là một người rất dễ thay đổi. Có thể em có thể yêu tha thiết nhưng cũng có thể dửng dưng. Bởi vậy mà cái sự mạnh mẽ trong em nó có thể không bị kiểm soát bởi tình cảm. Như vậy căn cứ vào hai cái giá trị đường đời và vận mệnh của em thì định hướng cho em một cái nghề nghiệp đó phù hợp và giúp cho em có một cái cuộc sống theo đúng niềm đam mê của mình. Với cái khả năng vững chãi về suy nghĩ, thích hoạt động chân tay, thích có những sự mạnh mẽ thì em là một trong những người thích thiên hướng về công việc kỹ thuật. Kỹ thuật nó sẽ giúp cho em có sự tỉ mỉ, chắc chắn và có sự thực tế cao. Ngoài ra em cũng có khả năng lãnh đạo, thì khi đó em có thể phát huy về cái cộng đồng của mình, đó là nhóm hoạt động của mình, hay nói cách khác đó là một tổ chức hoặc là một đội nhóm để giúp cho chúng ta phát triển được, chúng ta trở thành lãnh đạo. Ngoài ra thì con số 4 cũng mang con số vật chất liên quan đến tài chính, thì em cũng có thể thiên hướng đến cái phần tài chính nữa. Do vậy mà em là một con người sinh ra để trải nghiệm về vật chất và tài chính, nên em sẽ từng bước tiến tới con đường của mình. Thế nhưng dựa vào đây, chúng ta nhìn thấy rằng trong biểu đồ ngày sinh của em có hai con số 2, một con số 1, một con số 8, như vậy nó chưa có sự gắn kết với nhau. Thế thì em sẽ cần bổ sung cho em một con số để gắn giữa con số 2 với con số 8, để giúp cho em cái cột cân bằng cảm xúc của em được thăng bằng mà không có sự mất cảm xúc. Thì đó chính là bổ sung con số 5. Khi có con số 5 rồi thì cột 2, 5, 8 của em sẽ thực hiện một cách tốt nhất. Vậy bổ sung con số 5 ở đây chính là cái cầu nối giao tiếp giữa mọi người với nhau. Em chia sẻ những giá trị của bản thân mình, được trải nghiệm, được thực tế và những hiểu biết trí tuệ của mình để chia sẻ cho những người xung quanh, thì đấy chính là sự kết nối. Và thứ hai nữa là với cái tuổi của em thì em sẽ hướng mình theo một cái sự tĩnh lặng, có nghĩa là em là một trong những cậu bé sẽ trưởng thành sớm hơn so với em bé khác, bởi vì em có cái sự suy tư cao ở đây. Bởi vậy mà cái sự tĩnh lặng đó cũng chính là giúp cho em có được cái sự tốt nhất trong cái sự lựa chọn của mình. Đó. Do vậy mà em sẽ có một cái con đường đời nó bình an hơn. Như vậy
là trong con biểu đồ ngày sinh của em, khi có con số 5 rồi thì nó sẽ kết nối luôn cho em. Và em có thể thêm con số 9 nữa. Con số 9 chính là con số mục tiêu để mình đạt được những cái ước mơ của mình. Đó, mục tiêu là mình đề ra những cái mục tiêu nhỏ cho đến mục tiêu lớn. Vậy nên đây là những cái giá trị mà khi định hướng nghề của em đang có sẵn và em sẽ phù hợp với ngành nghề như vậy. Và cũng chúc em có một cái sự lựa chọn nghề chính xác, chúc gia đình có một định hướng cho con một cách tốt nhất. Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video để giúp cho chúng ta có được những cái thông tin tốt về khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề cho con cái của mình. Và cảm ơn các bạn cùng chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.